một trong những địa điểm thẩm mỹ thân thiện với cộng đồng LGBT. Say hello, lại là Vi Hoàng Cupid đây. Nhân cái dịp về Hà Nội nên là tôi sẽ phải đi làm lại ngay cái lông mày sau 3 năm bị hỏng. Tôi nghĩ chắc là có nhiều bạn giống tôi đúng không, mày nhạt hay thậm chí là không có lông mày. Có nhiều người thì bảo tôi là nên đi làm lại cái lông mày đi cho tường nó phát đạt hơn. Đây, đây là lông mày cũ của tôi đây này. Thật ra thì Vi Hoàng nghĩ rằng công việc của mình có thuận buồm xuôi gió, có suôn sẻ hay không ấy, là nó nằm ở việc khi mình đẹp mình sẽ tự tin lên, và khi mà mình tự tin thì mình sẽ thành công, nên là bản thân luôn luôn phải nỗ lực hơn nữa. Này là bắt đầu lên thớt hút mực đây này, vì là cái lông mày của tôi nó bị trổ đỏ nên là hút tận 3 lần. Hôm sau đến thế tôi được bà chị gái đích thân lên khung cho tôi, đấy chính là chị Cún. Chị Cún thì là một người chơi rất là thân với các bạn trong cộng đồng LGBT, nên là ở phần nào đó chị rất là thấu hiểu các bạn trong cộng đồng. Mà tại thẩm mỹ của chị thì cũng có những bạn chess guy như mình cơ. Tưởng đâu vào đây thì toàn con gái, nhưng mà ai ngờ vào đây toàn các khách nam với cả các bạn trong cộng đồng LGBT. Lần này thì tôi làm công nghệ cao cấp nhất, đấy chính là công nghệ headshot. Lúc đầu lên khung thì cũng lo đấy, nhưng mà xong chị chủ bảo tôi là em cứ yên tâm, chị làm cho rất nhiều người như em rồi nên chị hiểu các bạn cần một gương mặt như thế nào. Rồi đây, các bạn có thấy nó men luôn hẳn không? Mặt nó có nét ngay. Từ nay hãy gọi tôi là Vi Hoàng thẳng tưng. Nào, số sau đi đâu tiếp đây.